Thời gian lấy đi thật nhiều kỷ niệm, chuyện tình yêu của hai chúng mình. Hình dung thôi em ơi, hãy mình cho chuyện này chút thôi, có chi xa vời. Let's go to work. Mấy đứa con gái xung quanh anh chỉ quyến rũ được anh, chứ làm sao quyến rũ được đàn ông xung quanh em. Có bao giờ mà anh cảm thấy là anh quá đáng với em? Tại sao cho dù em có cố gắng bao nhiêu thì đối với anh cũng chỉ là vô nghĩa? Nếu mà cảm thấy em phiền á, thì anh cứ việc nói cho em biết, em sẽ tự khắc mà rời đi. Chứ đừng ở đó mà im lặng, không nhắn tin, không gọi điện. Đây không phải là làm dập tắt hy vọng của em, đây chỉ làm cho em thêm hy vọng về chuyện tình của hai chúng ta mà thôi.
kia. Trời đã muốn nghe dù biết chẳng có cơ hội. Điều gì nhân tâm mình sẽ im lặng muộn phiền người chót lên đôi.